Chào các bạn, mình hôm nay đang đứng ở một cái địa điểm du lịch giải trí thành phố biển San Diego, California. Và đây là tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Rất là lớn nha các bạn. Bên phải là downtown của San Diego. Còn bên trái là tàu sân bay. Có rất là nhiều máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng. Còn xa xa này là có cái tự bức tượng một người lính của Mỹ đang hôn một cô gái sau khi trở về từ trận Trân Châu Cảng, Pearl Harbor của Thế chiến thứ hai. Hôm nay có rất là nhiều người đi bộ và ngắm cảnh. Trong đó có mình. Thời tiết ở San Diego thì được cái rất là mát mẻ và dễ chịu, cho nên là nếu đi bộ và thả rong ở đây thì rất là vui. Rất là đông khách tham quan du lịch. Bãi đậu xe cũng nào cũng kín luôn. Đấy là tình hình ở San Diego. Bạn nào thích thú với hành trình khám phá của mình trên YouTube thì ấn nút subscribe bên dưới nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.